this book. I love this book. I want to keep this book. Koga, listen. No, no, talk 1 minute, please. Koga. Come here, Koga. Okay. Okay, Grandpa. À, xin chào cả nhà nha. Tối nay thì Lan không có làm đồ ăn, chỉ làm cho ông xã Lan thôi. Còn Lan thì cô em mình order đồ ăn ở dưới, ở đây ra cái món này là ở dưới nhà hàng Nhật nha bà con. Một phần vậy thì có cũng có 18 đồng thôi. Tại sinh nhật cháu mình nên nó em mình order cho mình ăn á. Còn bên đây thì gà Lan ốp với nước mắm mà Lan làm rau cải cho ông xã Lan ăn. Tại ảnh không muốn ăn đồ Nhật, không muốn ăn cơm thường của mình thôi. Mời cả nhà ăn cơm, cả nhà. Ơi, mời cả nhà ăn cơm bà con ơi. Mình đang thì là ăn cá sống. Đồ của Nhật ở dưới nhà hàng, ở dưới đường gì anh Khao Thình, ở dưới đường La Gần, ở dưới dùng Khao Thình ở dưới. Em mình chạy xuống mua. Bữa nay được đi mua nha. Tối mơi là người ta giới nghiêm rồi bà con. 11, 12, được gần 12 giờ phi là bắt đầu người ta giới nghiêm rồi đó. Là lóc ở trong nhà 6 tầng liên tiếp nữa đó nha. Chính phủ mới ra lực nữa đó, bị nhốt tiếp nữa bà con ơi, ở nhà tiếp đi. Thì cần thiết thì đi, không cần thì thôi. Hãng kêu đi được đi. Ngon quá, cá sống ngon quá. Anh ăn không cá sống nè? Anh Liêm không thích ăn cơm. Cái này món này gà Lan ốp với nước mắm mà Lan chiên Lan thích lắm vậy đó. Có xà lách đồ là mình trộn thêm cho anh ăn gì anh chịu à. Anh ăn đũa, em lấy đũa cho anh. Gọi ha. Mở cái con cơm mà con. Sinh nhật cháu mình nên cô em ở gần đây nè, mấy chị em mình ở gần nhau rồi cô em mua đồ đem qua đưa cho mình. Rồi bữa nay còn đi mua nữa chứ, ngày mai là người ta giới nghiêm nữa rồi. Đi đâu phải có lý do, không có lý do phạt nặng lắm. Bữa nay bệnh lên tới 191 người, ngày qua 127 người ở Victoria mình không á. Ăn nắng lại không? Ngon lắm à? Không. Một cơm rồi. Chứ không chơi mà. Cơm mà, em ăn với cơm mà. Em mua cái phần này là cơm. Thật ra ở Úc này bán đồ ăn rẻ hơn ở Nhật nha. Ở Nhật một lần ăn một phần giống như gì là tới không? Hình như tới 30-40 đô luôn đó bà con, mắc gấp đôi á bên Nhật á. Bán mắc lắm. Nó bao nhiêu người? Nó giờ nó cho được nhiêu người? Không cho người nào hết á, giống như bữa hổm vậy đó anh. Nãy em mới đọc ra bằng tiếng Việt á, là không cho qua lại luôn. Nhà ai ở nhà đó có bắt đầu tới mời. Còn anh đi bác sĩ đi cái gì phải có lý do. Mấy người làm sao đó? Thì được đi, hãng nó cần thì phải đi thôi. Tao nói cái vụ anh đi làm hãng. Đáng lẽ ngày 10 là lễ lớn, lễ 18 tháng 5. Mỗi năm là đi lo nấu đồ ăn được cúng thì lên trên chùa rồi. Ở Việt Nam mà đang lễ lớn mình. Tay đầu không biết tới nào hết bệnh nữa đây. Mình đi ra mình mua ăn gì nó tiện hơn, nó được cái ba thứ cá nè. Nãy Lan ăn cá tuna, cá thăng mình. Ở đâu anh?
Hả? Biết biết lây tử đâu ra không? Còn như mấy người oxy về hay gì phải không? Không biết. Không biết nữa. Bây giờ hết biết rồi. Tùm lum hết à. Tại cái bệnh gì kỳ cục lắm, nó phải ru à. Cái đầu nó nhào lên bệnh, trong người có bệnh đâu ai biết đâu. Phải khi nó lỡ nó lét hay gì anh giờ anh biết. Nó già trẻ không? Già trẻ gì anh? Bệnh lắm mấy người già trẻ. Bây giờ nó nghỉ nấu, giờ con nít cũng bệnh nữa, đâu cần nấu nữa đâu. Bây giờ người ta đi mua đồ ăn nữa, thì xèo xèo nữa kìa. Chỗ khu Lý em là bây giờ nói đời rau cải không có đó. Con mình nó gần city á, giờ nó nói nãy nó nói là có đời rau cải rồi không có hết trơn, không ăn đồ khô lỡ đi. Hồi bữa em với anh đi Chủ nhật, anh nhớ là Khâu không? Nó giống như chùa Bà Đanh phải không? Ừ. Anh ăn tiếp em miếng cơm anh đi. Nhiều quá bỏ uống. Ăn bây giờ cũng không có nhiều mà sao mà nó mập không biết nữa. Thật ra ăn cũng đâu có nhiều đâu. Ừ. Ăn không nhiều mà mình ăn liền xì. Cái gì? Anh giỡn ăn gì không? Cá không? Không. Tiếp em miếng nữa nha. Không. Cơm hả? Bỏ qua. Cơm ok. Ok bỏ qua. Cảm ơn. Thấy gì chứ nó bán cái này nhiều á. Đợt đó em qua Nhật em ăn có mấy lát cá với một cái giá cơm 25 đồng, còn dĩa bự giống gì là một cỡ 40 đô. Bán đồ ăn mắc chứ đâu rẻ đâu. Đồ ăn Nhật mà đi ăn sang không có rẻ bà con. Nếu mà đi ăn sang mấy cái này này cái đồ này, đồ gì nào cũng không rẻ đâu đó. Cái mùa cá út nó canh chua hết à. Trời ơi thèm. Không mà cá út hình như tùy theo mùa nơi mới có chứ không phải mùa nào không có đâu. Nhầm cái em đâu gặp mà chợ đâu. Thật kìa, ăn cá út của anh nó hơi hơi giống con cá lăng nó xíu em á. Giống cá lăng. Còn ngày nào giờ ăn cá này hoài không biết cá gì nha, màu trắng tươi nè, em biết cá gì à? Nãy giờ ăn hoài không biết cá gì nữa, trắng tươi nè. Nãy gì tư đồ mua cho anh cơm lươn, em nói thôi, mà giờ cơm lươn mà hâm lợi nó không có ngon, nó tanh lắm. Cơm lươn phải ăn tại đó, người tư mua ghé đưa. Phải dì Tư đi pick up chứ dì Tư không có cho người ta giao. Xa quá, phải dưới Cao Thình lẫn dì Tư đi pick up. Không dám bu lại gần gần. Nãy dì Tư kêu, dì Tư kêu không? Mua đồ ăn rồi qua ăn luôn, em nói thôi. Cá sống mà ngon à. Gà ướp ngon, cái bẻ thì ngon. Ốp cái gà, ốp nước mắm này nè bà con. Mua nước mắm mà nước mắm nhỉ á, ốp mới ngon. Khỏi không có cần gì á, để chút xíu bột ngọt, chút xíu ớt bột, nước mắm. Chỉ bỏ chút xíu dầu ăn vô, ngon lắm. Nước mắm càng ngon, ốp cái thịt gà nó ra ngon hơn. Ngon, càng ngon nhiều. Ăn không có ngán. Bỏ ăn ớt miếng chanh chua quá. Ngăn mặt rồi. Cái trứng nó vụn vậy chứ em không thích ăn ngon. Ngọt ngọt. Sao em muốn gửi cho chung. Mày dễ mà đi. Bưng đi mà em.
em ăn rồi. Chào bà con. Bữa nay ăn cho chậm hơn anh rồi. Ngồi nói chuyện không có anh đâu. Lo đọc tin tức không à bà con ơi. Đồng người Việt mình ta để tin tức Việt lên đó, tiếng Việt lên đọc. Rồi tin tức tiếng Anh, trời ơi, hì hì sao sao lên đó. Bố hỏi kỳ trước gì chứ người ta đâu có lóc mấy cái học sinh lại đâu. Mấy cái học sinh là giống như mấy cái chung cư ở Việt Nam mà. Ở Việt Nam giống như bây giờ người ta kêu apartment đó bà con, mấy cái tòa nhà cao cao vậy đó. Mười mấy hai chục tầng đó, bây giờ người ta ở tại trong đó đi chung thang máy rồi giặt chung chỗ phòng giặt đồ này kia nên bệnh nó lây ra. Rồi người ta lóc tới 9 cái building giống vậy đó, 9 cái tòa nhà cao như vậy đó, là hình như khoảng 3.000 người hay gì đó, người ta bắt nó thử hết. Rồi bây giờ nó bệnh mỗi ngày đó, ngày hôm qua là thứ hai là 127 người, bữa nay là tối thứ ba này là 191 người. Không biết lên nhiều nữa, mỗi ngày 24 tiếng lên, lặn 24 tiếng lên cũng không biết. Có số người người ta mới sợ, người ta đi tự nhiên lắm, người ta còn ôm hung hít được với nhau rất là bình thường, không có sợ gì hết á. Còn mình hôm nay là bữa hôm mình đi ra chợ coi, mình cách đây khoảng 4 tuần rồi mình gặp cái bà kiểm hàng cho mình, bà Tây đó, mà bà cũng sợ quá, người Ý gặp hello là đưa cái cùi chỏ với nhau vậy nè, là bà hai người cả cùi chỏ nhau vậy chứ. Mỗi lần là gặp bà mà chợ vậy là bà ôm mình bà hung rồi. Bây giờ bà biết, bà biết mình cũng sợ rồi, bà cũng sợ cái hai người gặp nhau là đưa cùi chỏ hello vậy đó. Còn một số người khác người ta không sợ. Mà họ lặng ôm với nhau hung rồi lịch sự lắm ha, bây giờ chơi giật cùi chỏ với nhau rồi hỏi cần ôm hung gì nữa. Rồi ngon quá bà con ơi, thôi tới đây Lan xin kết thúc phim nha bà con, bắt đầu rồi nhịn đói tiếp, ở trong nhà có đồ ăn gì ăn, chứ bây giờ tình hình nó vậy là coi như đồ cũ, trong nhà có cái gì ăn cái nấy, rồi có cái gì thì làm quay phim cái món đó thôi, chứ không dám đi ra ngoài nữa. Ngày mơi bắt đầu tối mơi là người ta cấm nữa đó bà con, 6 tuần nữa. Ở trong nhà nếu có cái gì thì dì Lan quay cái đó ăn thôi. Rồi tới đây Lan xin chào cả nhà nha, bye bye bà con, hẹn bà con gặp cái clip sau, xin chào cả nhà, bye bye.